và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Dragon Fighter Z cùng mình. Để mình chào nhá. Đó, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái kèo mà mình tự bịa ra. Vì thấy anh em khá là kiểu như bị trầm ấy. Kiểu anh em không tự ấy cái, không thấy ai yêu cầu cái kèo gì nữa mà được nhiều like. Anh em toàn kiểu sắp chéo đi, subscribe chéo đi, rồi anh em bình luận. Thế là mọi người cứ like, chẳng hiểu sao anh em lên top, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ mua, trước khi vào thì mình sẽ mua mấy chục đồng Jenny để throw nhá. À, mua đồng capsule để throw. Mua 5 cái đi để xem được cái nhân vật gì mới không. Hy vọng được Kaioken. Mình rất thích Goku Kaioken. Rồi, chúng ta kéo xuống ạ. Goku Vegeta Super Saiyan. Có color mới chưa? Ủa, vẫn gầy lắm. Piccolo. Color chuẩn đấy rồi. Color chuẩn đây. Hoantin Rang Super Saiyan. Con này mới này. Vẫn gầy lắm. Goten Super Saiyan 3. Ừ. Màu này thì là đúng chuẩn rồi. Rồi đúng chuẩn của nó luôn này. Kid Buu. Trời ơi như cục cứt này. Majin Buu. Con này mới này. Con này cute này. Đúng color 1 luôn này. Ok. Android 6. Người khơi lép. Golden Freeza. Trông chán không? Cái này mới là chuẩn màu đây. Goku Black. Wow, đẹp vậy. Goku Super Saiyan God. Mặc đồng phục của Whis. Đẹp vậy, trời ơi. Broly Super Saiyan. Ui, con này đẹp vậy cứ. Anh em ạ, anh em thấy không? Đẹp vậy. Để mình xem tiếp nào. Barok Super Saiyan vẫn hơi gầy lọng. Barok phải color 1 cơ. Mr. Satan. Satan rất là hiền nhá. Chúng ta tiếp tục mua nào. Ok, mua hai cái nữa. Rồi. Ok. Chúng ta có gì đây? Trunks Super Saiyan color. Color 2 gần giống color 1 rồi đấy. Nhưng mà củi bóc quá. Kid Buu. Con Kid Buu này không phải. Con Kid Buu màu hồng. Rồi ông Bạch Tạ. Majin Buu này là chuẩn hồng nhạt cơ. Thằng này bị ốm à. Nappa này. Mình mở luôn ra Nappa đây. Trông gầy lọ thế. Hit này anh em. Hit. Đây mới là color chuẩn nhá. Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Lại gầy rồi. Aroi. Này màu chuẩn hay sao vậy? Goku Black. Goku Black này này mới chuẩn cơ. Đó, này mới chuẩn. Barok. Butter. Cái con này mà mình mở truy tìm ngọc rồng dính suốt. Ừ, Android 67. Rất là cute để máy đan trường. Ok, bây giờ mình sẽ mở nhá. Mở nốt đi. Ok, 55 rồi. 57 rồi. Mình hy vọng được 100 cái để mình mở Premium Z Coin. Ok. Chúng ta 84 rồi. Cố lên 100 nào. 93 rồi. 97 rồi. 100 rồi đây. Ok, 101 luôn. Bây giờ mình sẽ xem nhá. Broly Super Saiyan. Con này xấu thế. Trời ơi. Bad Rock. Không có color chuẩn gì. Ở đây, đây là color chuẩn này anh em ơi. Đây là color 1, color chuẩn đây. Color 2. Đất mẹ là xấu thế. Jace. Mấy thằng này không còn quan tâm đâu. Android 6. Ui, Whis. Whis. Haha, đẹp vãi. Một color. Goku Super Saiyan. Đây, color chuẩn đây. Trước thực ra color này. À đâu. Nó có một. Vừa vào phát nó có một color luôn. Đây. Đây mới là thanh niên Super Saiyan chuẩn của chúng ta. À như thằng này gây lọ vậy. Đó. Piccolo. Đây mới là color chuẩn này. Đâu color 2 mới color chuẩn. Color 1 cơ. Gohan Tin. Vẫn gầy lắm. Goten. Goten này chuẩn rồi. Color 1 là chuẩn rồi anh em. Auto chuẩn luôn. Krillin. Green mới. Saint Perfect. Majin Buu. Android 16. Yamcha.
Thiên Hit Virus. Virus chưa có lời chuẩn. Goku Super Saiyan 3 đây. Trước mình được con này. Đây mới là chuẩn của nó này anh em này. Đó. Piccolo có mũ, đây mới là color chuẩn. Golden Frieza, mẹ xấu thế. Sen, kiếp trông như con củ cu ấy. Tiên, Goku Black, Broly. Thì hết rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tung cái Z-Coin Premium nhá. Là hiếm đấy. Chết mẹ, không còn gì mới rồi, nó không ghi thì new rồi. Chết tôi rồi. Lỗ rồi. Ui, Aros 16. Yamcha, Tiên Hit Majin Buu, Vô Thanh Super Saiyan 3, Piccolo. Ôi thế nó không cho Goku Blue à? Thôi được rồi, ok, mình sẽ không mất thời gian của anh em nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây luôn nhá. Ok. Mình sẽ đẩy lên 40 đi. Mình mặc định của nó là 3, 2 mấy, 3 mấy. Bây giờ mình sẽ đánh mình sẽ đánh Yamcha Thiên. Rồi, mình sẽ đánh đây đi. Piccolo. Rồi mình sẽ đánh ở đấy chỗ này nhá. Riêng mà anh em gặp kiểu này thì một cười cực. Anh em sẽ thấy quả Yamcha nó thắng được Nappa và nó có ra một cái cutscene rất là buồn cười. Rất là buồn cười luôn. Mà nó trái ngược hoàn toàn với chuyện nhá, nhưng mà tí nữa mình cầm Nappa mình đánh chết thằng Yamcha thì nó lại ra một cái cutscene giống hệt chuyện. Xuồn xuồn xuồn. Rất ghê. Piccolo, ta làm vài trận nào. Vậy ra là cậu là đối thủ đầu tiên của tớ. Quá ya. Ra cho khỏe vậy. Quá ya. Chào khỏe vậy, cứ đánh em ạ. Rồi, giờ ra sút vỡ đầu ấy rồi. Rất ghê. Ô, kỳ đăng. Ok. Quá dò. Cái nào khỏe vậy, cứ đánh em ạ. Ây da. Oh, shit. Số kỹ năng chết nha. Không phải vậy. Oh shit, shit, shit. Game. Úi trời ơi, Ken Koho. Dương cái cô hô của Thế Chi Đăng thì khỏi bàn luôn anh em ạ. Anh em sẽ được xem cái cảnh Nappa hồi xưa hành cả bọn chiến binh Z mà. Anh em thấy cảnh quen không? Mình đang huấn luyện Nappa này. Tí mình cho anh em xem cái ulti của Yamcha sau nhá. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái cutscene trước. Đó. Anh em nhìn thế này. Xuân. Kinh vãi. Anh em có thấy quen không? Cái dáng nằm của thằng Yamcha đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Đây là cái cảnh ở trong thằng Yamcha lúc mà tưởng tượng ấy. Trong cái thế giới của Yamcha là nhất ấy. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái Nappa nhé. Cái mẹ này cho anh em xem nốt này. Ok. Rồi, mình sẽ cho anh em xem cái cảnh cutscene thực sự trong truyện nó là như thế nào.
Và đúng là kiểu ôm phát lại Yamcha nằm như cờ hó luôn. Piccolo rất xịn này. Mình mới phát hiện được một cái chiêu Makanko Sambo của Piccolo. Makanko Sambo của Piccolo có thể dịch chuyển được em nhé. Có vẻ chúng ta đã trượt một con. Ôi. Piccolo chỉ cần một đấy thôi, nó khỏe vãi cứ đi. Năng lượng thôi, rồi ok. Cái ok luôn anh em. Anh em thấy chưa? Makanko Sambo của Piccolo có thể dịch chuyển được anh em nhá. Bây giờ mình phát hiện ra đây là Makanko Sambo của Piccolo có thể dịch chuyển được. Và có thể nếu mà tung thủ lâu thì có thể phản lại Kamehameha. Rất là hữu dụng. Nhưng mà Piccolo chơi thôi. Mình đang đỡ vào nó. Tuổi, tuổi. Mày tuổi chim. Đồ mình rất thích gặp Makanko Sambo. Piccolo, ây à. Nào này chú ơi. Chết ngay. Rồi, để Yamcha đại nhân nhá. Yamcha đại nhân phải gặp Nappa tiên sinh. Nappa tiên sinh. Chán nắp, chán Yamcha đại nhân lắm. Ôi, vãi cực, Tokidan. Rồi, zip này. Nani? Rồi, zip. Ok. Đấy, cutscene của Nappa anh em ạ. Đó, hai cái hack khác hoàn toàn nhau luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái quả. Những cái mình khám phá ra đó là Yamcha đấm tay rất là khỏe. Tishan của Kenko và Krillin có dao kéo. Chúng mà khỏe lắm. Vì Krillin ném Kenzan liên tục này. Tishan Kenko liên tục. Còn Yamcha thì Sokidan liên tục. Nói chung là bộ phái rùa nhà bọn này thì là kinh lắm. Nó toàn nghĩ ra mấy cái chiêu bựa bựa. Taioken dùng được mà anh em. Là thái dựa san ấy. Ok, let's go. Mình đấm Beerus này anh em này. Ok, shit, không, tự nhiên Beerus phải này. Nào về Beerus này. Chi cô đơn cũng khỏe rồi. Ôi sổ Beerus này. Ok vậy. Thầy chỉ đang đây. Thấy chưa? Tất cả thầy chỉ đang với cả Yamcha đều có cái mổ cò. Rất là ghê. Xong. Tầm 6 khi là mình sẽ biểu diễn được Kenko 3 phát. Cho video nào này kia đã. Mẹ ơi ghê vậy. Oh.
2, 3, 4, 5. Tạm biệt. Anh em thấy easy không? Anh Kengo nó bắn thế chứ. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới những kèo anh em thích và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho Game Action nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.